Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Xe Đẹp Hải Dương. Hôm nay mùng 9 đẹp ngày thì Xe Đẹp Hải Dương bên em này khai xuân. Vừa về một chiếc Kia Cerato 2018. Lời đầu tiên thì cho phép bên em được gửi tới quý anh chị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào và công việc gặp nhiều may mắn, phát tài phát lộc anh chị nhé. Hôm nay khai xuân thì bên em sẽ có giá ưu đãi dành cho quý anh chị và các bạn. Trước mắt quý anh chị và các bạn đây là một chiếc xe ô tô 2018 bản 1.6 số tự động anh chị nhé. Bên em vừa lấy về xong, quay để gửi tới quý anh chị và các bạn luôn. Lẽ ra thì em mua trước Tết cơ, nhưng mà bác chủ bảo thôi cho anh đi hết Tết thì anh sẽ để lại cho Xe Đẹp Hải Dương các em. Đấy. Xe thì vừa bác chủ vừa thay một dàn lốp mít mới tinh luôn anh chị ạ. Đấy. Riêng mua chiếc xe này là anh chị đã được lợi thế là một dàn lốp mít mới rồi. Vẫn còn ta lông các thứ đầy đủ này anh chị này. Đấy, lốp dày bịch luôn. Xe thì có một vài vết xước ở trước cản trước thôi, chứ sơn si thì cũng không cần phải làm gì đâu anh chị ạ. Xe còn nguyên zin nguyên bản anh chị nhá. Đấy. Một dàn lốp mít này, mới tinh luôn ạ. Đấy. Màu đen biển Hải Dương quê hương em anh chị nhá. Ưu tiên bán cho các anh chị Hải Dương bởi vì biển nạp khá là đẹp, 23131. Đấy. Xe có trang bị đuôi gió rồi, cảm biến rồi, camera đầy đủ. Đó. Cụm đèn cũng là zin anh chị nhá, Cerato. Đấy. Không đâm đụng va chạm gì đâu anh chị ạ. Màu đen thì nó vẫn có một cái nét đẹp gì riêng của màu đen anh chị, nhìn nó sang. Viền chân kính mạ chrome đầy đủ rồi. Đây. Vành thì rất ít bị xước nha anh chị nhá. Đây. So với những chiếc xe phân khúc hạng C thì Cerato là một lựa chọn rất là tuyệt vời. Trang bị hiện đại, kiểu dáng thì đẹp trẻ trung. Cụm đèn zin này anh chị ạ. Cụm đèn trước cũng là zin nhé. Đèn bóng chiếu dạng projector rồi, hay còn gọi đèn bi này. Nó chỉ có vết xước nho nhỏ ở cản trước thôi. Về em chưa kịp sơn vì vừa lấy hôm nay xong. Đó. Lưới tản nhiệt dạng mũi hổ, truyền thống của Kia rồi. Rồi đi vào nội thất của chiếc Kia Cerato 2018 nào. Đấy, có hỗ trợ ra vào anh chị nhé. Đấy, rất là hiện đại luôn. Ghế lái chỉnh điện 10 hướng. Và quan trọng là nội thất của chiếc Cerato 2018 này là zin nguyên bản anh chị ạ. Chưa có vết rách vết riếc gì đâu. Đấy. Rất là hiện đại nhá. Chỉnh điện 10 hướng, nhớ hai vị trí ghế này. Nhớ hai vị trí ghế và hỗ trợ ra vào. Nội thất là còn nguyên bản anh chị nhé. Màu kem. Nội thất màu kem. Hàng ghế sau cũng vậy, còn nguyên bản, chưa rách riếc gì. Thiết kế ghế của Cerato thì khá ngồi, khá là ôm người. Khá là ôm người anh chị ạ. Và rộng rãi. Hàng ghế thứ hai thì nó có cái độ nghiêng, ngồi rất là thoải mái. Có bệ tì tay khi mà ngồi hai người. Còn khi mà nâng lên là ngồi ba người vẫn rộng rãi thoải mái anh chị nhá. Đấy. Táp ni các thứ là zin hết này anh chị này. Và nó không xước riết gì. Tay nắm cửa trong mạ chrome. Nhìn nó sang. Đó. Ổ khóa các thứ là zin hết nhá anh chị nhá. Keo chỉ thì bên em cam kết là không mất phân nào. Đây. Táp ni cửa này. Đấy, anh chị thấy không ạ? Đấy, gương chiếu hậu ngoài thì gập điện và chỉnh điện này. Các nút bấm nó không bị file mất cái dấu mực này. Đúng không ạ? Tay nắm cửa trong mạ chrome này. Ổ khóa còn rất là mới nhé anh chị nhé. Cerato 2018.
Đấy, ốc bản nề thì chưa có vết vặn gì. Đây là bụi bẩn thôi anh chị nhé. Xe trang bị cửa lóc và trần nỉ nguyên zin anh chị nhé. Đấy. Rồi, đi vào bên trong này. Đấy. Em bật lên. Đấy, có hỗ trợ ra vào nhá. Rất là hiện đại. Ở trên chiếc vô lăng zin của chiếc xe này nó là trang bị cái hệ thống cruise control rồi này, ga tự động này. Đây là những cái nút điều chỉnh màn hình hiển thị đa thông tin. Tích hợp nút điều chỉnh âm thanh ở trên vô lăng. Đàm thoại rảnh tay. Đấy, và cái vô lăng còn rất đẹp nhá anh chị nhá. Xe đi 10 vạn chuẩn này anh chị này. Thì đối với những cái chiếc xe mà 3 4 năm rồi đi 10 vạn nó là quá bình thường anh chị nhá. Có nhiều anh chị bảo đi nhiều không phải đâu, ô tô mà mỗi năm trung bình khoảng 2 vạn anh chị nhá. Còn nếu mà thấp hơn thì khả năng là tua cũng khá là cao đấy anh chị ạ. Đấy. Thiết kế thì xe tô rất là hiện đại rồi. Đấy. Bên này này, táp ni cửa này anh chị này. Không có vết xước vết rước gì đâu. Đấy. Táp lô cũng vậy anh chị nhá. Bác chủ thì cũng không để cái gì ở trên táp lô cả. Không có tượng riếc gì, khi cậy ra nó có vết rất là xấu như anh chị nhá. Đấy. Còn đẹp luôn anh chị ạ. Bác chủ thì đã đầu tư cái màn hình OLED xịn sò rồi. Đấy, màn hình Android anh chị nhá. Và tích hợp camera lùi rồi. Đấy, hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập anh chị nhé, hai vùng độc lập luôn đấy, tức là điều chỉnh ở cái bên nhiệt độ ở bên ghế phụ và ghế lái là có thể khác nhau đấy. Đối với xe ô tô 2018 thì có trang bị sạc không dây rồi đấy, rất là hiện đại nha anh chị nhé. Hộp số tự động 6 cấp đấy, và có tích hợp cái lẫy chuyển số ở trên vô lăng rồi. Đấy. Và anh chị nhìn ở đây, đó là drive mode. Đây là có chế độ là hai chế độ lái nhá. Chế độ lái thể thao này, sport này. Khi mà anh chị ấn vào đây, nó sẽ hiển thị cái chữ sport ở trên này. Thì dành cho trong những trường hợp mà khi mà anh chị thích cái cảm giác lái hoặc là tăng tốc tốt hơn. Đấy, và chế độ thứ hai là chế độ thường, chế độ nôn ăn hay là tiết kiệm nhiên liệu. Đúng không ạ? Nội thất chiếc xe này còn rất là đẹp, nguyên bản. Hàng ghế thứ hai đây. Và xe thì trang bị một dàn lốp mít mới. Rất là tuyệt vời đúng không anh chị? Đây là phía sau của xe. Camera lùi này, zin theo xe nhé. Cái cốp sau là còn nguyên zin từ những con ốc. Và cái tấm nỉ này còn rất là đẹp nha anh chị nhá. Xe thì bên em cam kết là không mất phân keo chỉ nào anh chị ạ, không mất phân keo chỉ nào. Ổ khóa còn mới này. Đấy, anh chị thấy không ạ? Cốp sau nhá. Cốp sau thì chưa có vết han gì đâu, bác chủ trang bị cái tấm nót cốp cao su rồi. Đấy. Để đồ đạc những cái đồ ướt hay đồ hải sản rất là an tâm. Đấy, cốp thì không có vết han giết gì. Lốp dự phòng thì đã hạ rồi nha anh chị nhá. Đã hạ chắc cũng phải đôi ba lần rồi. Đấy. Quan trọng là nó không có cái vết han gì gì. Đấy, cốp còn zin, xe không đâm đụng va chạm gì. Anh chị thấy không ạ? Đấy. Đây là bên phụ này. Mặt gương zin nha anh chị nhá. Chữ Hàn Quốc zin này. Đấy. Táp ni zin từ những cái phần da đến phần nhựa này nó không bị xước riết gì. Đó. Đây ổ khóa này mới zin luôn, đẹp. Đó. Ốc bản nề thì chưa có vết vặn gì anh chị nhé. Tổng thể thiết kế nội thất của chiếc xe ô tô thì nhìn nó rất là sang, sang hơn hẳn so với những chiếc xe cùng phân khúc như Altis. Đấy, và đi rất là bốc và đầm chắc. Bởi dung tích động cơ của nó là 1.6, Altis thì 1.8. Nhưng mà cảm giác là tăng tốc thì nó cũng ngang ngang nhau anh chị ạ. Nói chung là để mà tiêu chí lựa chọn một chiếc xe phân khúc hạng C
trẻ trung lại sang trọng và hiện đại nữa thì Cerato là một lựa chọn rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Xe thì máy số zin anh chị nhá. Đây em sẽ quay để gửi tới quý anh chị và các bạn khoang động cơ. Cerato 2018 thì được trang bị động cơ 1.6 lít với lại cái công nghệ DOHC 16 van anh chị nhé, tức là trục cam kép 16 van. Và chiếc xe này là bác chủ bác đi rất giữ gìn. Và được cái nữa đó là ở Hải Dương, quê hương em, thì cái môi trường nó rất ít khi là nó bị ảnh hưởng, hoặc là cái da máy này, nhôm, chất nhôm máy nó còn sáng và đẹp. Nó không phải là môi trường kiềm mặn hay là đất đỏ ba gian gì anh chị nhá. Khoang động cơ chiếc xe này zin. Và máy số zin zin từ dàn cò kìa, cái keo dàn cò chỗ tay em chỉ kìa là còn zin anh chị nhá. Thế nên là anh chị hoàn toàn an tâm. Đây ốc chân máy các thứ là zin hết anh chị nhá. Đấy. Những cái phần ụ này nó không có vết han vết rít gì. Đấy. Tai đèn là cũng là zin. Một chiếc xe còn đẹp và zin anh chị ạ. Đấy, chạy 10 vạn chuẩn anh chị nhá. Đấy. Đối với chiếc xe này mà anh chị nào mà chốt ngày hôm nay, tức là hôm nay là bên em khai xuân anh chị nhá. Hiện tại bên em đang chào bán chiếc xe này với giá là 495 triệu và anh chị nào chốt ngày hôm nay hoặc chốt đầu tiên cho một chiếc xe khai xuân thì em sẽ giảm ngay 15 triệu anh chị nhá. Chuẩn giá 480 triệu thì em sẽ chốt cho quý anh chị và các bạn. Đấy. Giá rất là hợp lý cho một chiếc xe Cerato 2018 anh chị nhá. Em xin cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Em năm nay thì em sẽ cố gắng là bên em sẽ nhập về nhiều những chiếc xe đẹp, nhiều chủng loại để gửi tới quý anh chị và các bạn. Và rất mong rằng là anh chị nào lần đầu tiên theo dõi video, cố gắng like và ấn theo dõi để ủng hộ kênh Xe Đẹp Hải Dương bên em. Cảm ơn anh chị và các bạn rất nhiều.